chuyện gì vậy anh? Hồi nãy anh có qua thăm mẹ. Vậy hả anh? Mẹ vẫn khỏe chứ? Ừ, mẹ vẫn khỏe. Mà mẹ là mẹ nuôi của em hả? Sao anh biết? Mẹ nói với anh, em còn một người chị song sinh nữa. Sao từ trước tới giờ em không nói cho anh biết? Tại vì em không muốn anh biết về hoàn cảnh lúc nhỏ của em. Em sợ anh coi thường em là cô nhi. Trời. Anh ơi, em xin lỗi. Anh đừng giận em nha. Anh yêu em vì con người của em, chứ đâu phải vì thân thế của em đâu. Mình là vợ chồng mà. Em á, sau này không có được giấu anh những chuyện như vậy nghe chưa? Không lạnh giận thiệt đó. Em biết rồi. Ừ. Em còn nhớ lúc trước có một cái anh chàng xông vô bệnh viện nhận lầm em không? Không chừng đó là người quen của chị em đó. Mà hình như là anh cũng nói người mà anh cần tìm là tên Dương. Lúc đó anh đang bị tai nạn, tâm trí của em hoảng loạn quá. Tự nhiên ở đâu anh đó nhào vô, em cũng không để ý lời anh nói nữa. Chị của em mất tích lâu rồi, em cũng muốn tìm, nhưng mà em không có hỏi thăm được tin tức gia đình, cha mẹ nuôi của chị ở đâu hết á. Mình có thể nhờ dịch vụ thám tử mà em. Em á, cung cấp những gì em nhớ về gia đình đã nhận nuôi chị em, biết đâu họ sẽ điều tra ra được. Nhưng mà lâu quá rồi, em đâu có còn nhớ gì nữa đâu. Nếu là chị em song sinh á, chắc là sẽ rất giống em. Em cứ đưa hình của em cho thám tử tìm, họ sẽ có cách. Thôi, em thấy rắc rối quá. Hồi nhỏ em có nghe nói chị hai cùng với gia đình ra nước ngoài sinh sống. Nếu mà có duyên thì hai chị em cũng sẽ gặp lại thôi. Cho dù ở nước ngoài thì mình cũng có thể tìm được mà em. Thôi, em xuống ăn cơm với ba đi, để ba đợi. Chút nữa anh đăng sau. Vậy thôi em xuống ăn cơm ha. Sao Nguyệt có vẻ như không muốn tìm lại chị mình?